Ok, chào mừng tất cả các anh chị đã cùng quay trở lại khóa học bí quyết kiếm tiền tỷ từ Facebook Marketing của chúng ta. Và tôi lại là Đào Hoàng Cường đây. Và tôi rất phấn khích và cảm thấy cực kỳ sục sôi và cực kỳ nhiệt huyết khi kể với các anh chị về câu chuyện của kỹ thuật đặt giá theo kiểu chim mồi như sau. Tôi sẽ có một cái video clip này để các anh chị xem trong quá trình chúng ta học. Nhưng mà hơi tiêm chút xíu bởi vì tôi sẽ giữ nguyên bản video clip. Đó là video clip bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi sẽ cho các anh chị đường link YouTube của nó ở cái trong cái phần tài liệu đính kèm cái khoa học này, bài này đấy, để các anh chị có thể xem nguyên bản gốc và các anh chị có thể bật cái nút phụ đề lên để các anh chị xem. Và chúng ta sẽ xem ngay bây giờ. Nhưng mà trước khi xem, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái video clip này và chiến thuật chim mồi. Nghĩa là gì? Chúng ta hãy tưởng tượng mình đang bước vào một cái rạp phim. Và các anh chị có biết rằng bình thường khi mình bước vào rạp phim mình hay mua cái gì không ạ? Thứ mà chúng ta hay mua nhất đó chính là bỏng ngô, các loại nước uống có ga, thí dụ như Coca-Cola và Pepsi, và một số món ăn vặt, thí dụ như kẹo bột đường, xúc xích, đúng không ạ? Vâng. Thế thì các nhà khoa học mới làm cái thí nghiệm như sau. Họ có một cái camera giấu kín ở trong một góc đó, và họ tại cái quầy bán bỏng ngô họ có một tấm biển để giá. Nó có hai loại giá cho các anh chị ạ. Nhất là cái cỡ nhỏ và cỡ lớn. Cỡ nhỏ thì họ đang để 3 đô và cỡ lớn họ để 7 đô đấy. Thế xong họ bắt đầu quay trong vòng khoảng tầm gần 1 tiếng đồng hồ, khoảng hơn 20 khách hàng vào mua. Thì họ bắt đầu nhận thấy gì? Hầu hết tất cả khách hàng đều mua cỡ nhỏ. Tôi nhớ không nhầm, hình như là 19 hay thậm chí cả 20 người đều mua hết cái cỡ nhỏ đó. Không ai mua cỡ lớn cả, bởi vì chênh lệch về giá hơi nhiều. Mặc dù có thể cái cỡ lớn to hơn mấy lần cái cỡ nhỏ, nhưng họ vẫn mua cỡ nhỏ. Bởi cỡ nhỏ chỉ có 3 đô, cỡ lớn tận 7 đô rồi. Đấy. Thế xong sau đó họ mới cắt tấm biển kia đi. Họ lại bắt đầu đưa ra một tấm biển giá khác. Nó bao gồm 3 loại: cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn. Trong đó cỡ nhỏ bà vẫn giữ nguyên là 3 đô, cỡ lớn vẫn giữ nguyên là 7 đô. Nhưng họ thêm một cái cỡ vừa có giá là 6,5 đô các anh chị ạ. Nghĩa là gì? 6,5 đô. Do vậy các anh chị có thấy bình thường nếu mình có 3 loại cỡ như vậy, cỡ nhỏ, cỡ vừa, cỡ lớn, bình thường ở Việt Nam mình sẽ đặt giá là 3 đô, 5 đô, 7 đô, đúng không ạ? Nhưng ở đây họ không thế. Họ đặt là gì? 3 đô, 6,5 đô và 7 đô. Tức là cỡ vừa và cỡ lớn, các anh chị thấy cái giá nó xít nhau ạ. Nó chỉ hơn 0,5 cm nhỏ thôi, mà nó lại lên một cỡ rồi. Đấy, họ để cái biển đó, tiếp tục quay phim. Và trong số đó một loạt khách hàng vào xem phim và mua bỏng ngô. Và điều gì kỳ diệu nó xảy ra là gì? Tất cả khách hàng đều chọn cỡ lớn. Tức họ đều mua hết cỡ lớn và đều mua 7 đô hết. Và vì bài toán trong đầu khách hàng sẽ xảy ra là gì? Ồ, tại sao mình lại phải mua cỡ nhỏ nhỉ? Cỡ vừa có 6,5 đô. Nhưng mà cỡ lớn được 7 đô, tức là chỉ hơn cũng 0,5 cm là mình lên cả một cỡ rồi. Đấy. Nghĩa là cái cỡ vừa ở đây, cái giá 6,5 đô nó được đưa ra để làm chim mồi và điều hướng khách hàng về cái giá là 7 đô la Mỹ. Và tất cả khách hàng mua 7 đô la hết. Đây. Đây là một trong những bí quyết cực kỳ hay để điều hướng khách hàng. Còn nếu như đặt giá bình thường 3 đô, 5 đô, 7 đô, tôi tin chắc chắn rằng mọi người có thể chỉ mua 3 đô, 5 đô, chứ không ai mua 7 đô đâu. Nhưng với cái đặt giá như này, mọi người mua hết 7 đô, không ai mua 3 đô nữa. Đấy. Đây chính là một trong những bí quyết đặt giá rất là hay. Và chúng ta hãy xem video clip thực tế nó diễn ra như thế nào. Video clip này nó sẽ kéo dài khoảng tầm 6 phút. Nhưng không sao, chúng ta cứ xem đi nhé. Các chị sẽ thấy điều vô cùng tuyệt vời video clip này. Ok. Rồi, chúng ta cùng xem video clip nào. Now you head over to the concession stand to buy some popcorn. You can get a small popcorn for $3 or a large for $7. So which one would you choose? We've all been there. You want a decent amount of popcorn, but $7 feels like a ripoff. So if you chose small, you're like most people. We've set up cameras to see what will happen when we offer the same choice to real moviegoers. Can I get you some popcorn? Sure. You can get a small? A small? Sure. Or a large for $7. I'll take the small. These are the sizes. You know what? I'll have a small one and some M&Ms. Okay, sure. They have no idea we're running an experiment, and nearly everyone goes for the small. Excuse me. Sorry to bother you, but we're doing a little experiment. Do you think $7 is a lot of money for popcorn? Yeah. $7 was a little out of line for popcorn. But now, we're going to see if we can influence your decision-making. Here's another decision for you. You can get the small for $3, a medium for $6.50, or you can get the large for $7. So, have you made your choice? Does the large look a bit more appealing now?
we've made the same change at the movie theater and stepped back to see what happens. Do you think more people will buy a large? I'll take a medium sliced popcorn, please. Sweetie, it's only 50 cents more for a large. Why don't we get a large? Okay, let's get a large. I think I'll take a large. Sure. Large, okay. Definitely we'll have a large. All right. All we did was add a medium, and the large has become irresistible. Just a medium popcorn, please. You can get the large for 50 cents more. Okay, that'll work. Everyone is buying a large, so how do they explain it? The large looks like such a better value than the medium. Such a bargain, a bargain. I hear for you. Right. But the deal, you still spent more money in the net total of the night. 50 right. cents, dude. Ok, xong. Chúng ta vừa xem xong video clip đúng không ạ? Đó, thì đấy, các anh chị thấy không ạ? Rõ ràng cái kết quả mà chúng ta thu được nó hoàn toàn khác so với kết quả trước đây. Và doanh thu từ 3 đô, 7 đô nó hoàn toàn khác rồi đúng không ạ? Bình thường chúng ta bán cho 100 khách hàng chúng ta được 300 đô thôi. Nhưng nếu với cùng 100 khách hàng này chúng ta bán được cho 7 đô là 700 đô la Mỹ. Như vậy doanh thu của chúng ta lớn gấp 2,3 lần đó. Đấy, 2,3 lần so với các anh chị ạ. Đó. Số tiền chúng ta kiếm được hoàn toàn khác chỉ bằng một chiến thuật đặt về giá rất là nhỏ, đặt được một cái trọng số ở giữa để điều hướng khách hàng vào cái trọng số lớn hơn. Đấy, đây là một cái điều mà cực kỳ quan trọng với các anh chị và chúng ta phải biết về cái giá này. Nhưng đây không phải là kỹ thuật dễ áp dụng, các anh chị nhớ nhá, đây không phải kỹ thuật dễ áp dụng mà nó sẽ chỉ để áp dụng được một số người có tư duy thôi. Vậy thì các anh chị sẽ áp dụng nó như thế nào? Chúng ta đang bán hai size đúng không? Hai size về bỏng ngô nó chỉ là một cái ví dụ nhỏ thôi. Chúng ta đang có rất là nhiều các dịch vụ. Ví dụ chúng ta, tôi có dịch vụ về Facebook Marketing, tôi có dịch vụ về tư vấn doanh nghiệp, tôi có dịch vụ về tư vấn 1-1, tôi có dịch vụ về tư vấn 1-2, vân vân. Đấy. Vậy chúng tôi sẽ đặt giá nó như nào? Đó, đúng không ạ? Những ai đã từng tìm hiểu sâu về tôi, các anh chị sẽ biết được cách tôi đặt giá như nào để làm sao điều hướng mọi người sang cái dịch vụ lớn tiền và đắt tiền. Đó, ok. Nhưng bây giờ trên thời điểm các anh chị, thời điểm các anh chị đặt giá giúp tôi, chúng ta sẽ đặt giá cho sản phẩm và dịch vụ của anh chị như thế nào, được không? Ok, rất là tuyệt vời. Hẹn gặp lại các anh chị ở video clip lần sau. Và hãy nhớ thông báo bằng email chúng tôi là các anh chị đã đặt giá như thế nào. Tôi sẽ tư vấn cho các anh chị xem là các anh chị có bán được nó hay không. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại chúng ta trong chiến lược tiếp theo.